5 website miễn phí kiếm tiền trên mạng. Các bạn có quan tâm về cái cách để làm sao đó các bạn có thể kiếm được tiền với online tại nhà và sử dụng internet cũng như là máy tính cộng với cả chiếc điện thoại di động của các bạn để tạo cho mình thêm những cái nguồn thu nhập miễn phí từ nó không ạ? Và trong video ngày hôm nay, Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về 5 cái website mà 5 website này đã rất là uy tín trong năm 2019 cũng như là năm 2020. Thì Sơn sẽ tổng hợp lại cho các bạn để làm sao đó các bạn có thể thành công được với lĩnh vực affiliate marketing, make money online tại nhà. Và có nhiều người bạn cứ nghĩ rằng cái lĩnh vực affiliate marketing này thì các bạn chỉ kiếm được vài chục đô la một tháng thôi. Nhưng thực tế ra Sơn cũng đã giúp được cho rất nhiều người bạn, họ cũng đã tạo được cái thu nhập 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, thậm chí là vài trăm triệu thu nhập một tháng từ lĩnh vực affiliate marketing kiếm tiền tại nhà này rồi. Và ban đầu bạn có thể xác định đó là một công việc tay trái của các bạn. Đó là cái lúc mà bạn là một người mới bắt đầu và bạn chưa biết cách làm sao đó bạn có thể tạo được thu nhập với lĩnh vực này. Tuy nhiên, sau khi bạn đã hoàn thiện những cái kỹ năng của mình, kiến thức của mình sau 3 tháng, 6 tháng thì bạn hoàn toàn có thể tạo được mức thu nhập vài chục triệu, thậm chí là lớn hơn như vậy rất là nhiều. Và trong video ngày hôm nay, Sơn sẽ review cho các bạn về 5 cái dự án để các bạn có thể là bắt đầu được đúng ngay từ đầu. Ok, nào, let's go. Và Sơn cũng đã từng làm ra một cái bài bài viết. Bài viết này Sơn tổng hợp lại tất cả những cái danh sách mà Sơn đang đang làm và có hiệu quả cũng như là đã có cái bằng chứng rút được tiền với những dự án này rồi. Sau đó thì Sơn đã viết lại cái bài viết này hoàn thiện. Thì nếu như bạn quan tâm thì Sơn có để lại cái đường link bên dưới mô tả của video. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi từng những dự án một. Thì cái dự án đầu tiên Sơn chia sẻ với các bạn đây là dự án Time Bucks. Cái dự án này bạn có thể kiếm được tiền với TikTok và cũng như là một số những cái nhiệm vụ khảo sát khác. Đầu tiên, bây giờ các bạn có thể vào trong cái website của nó thì bạn sẽ vào cái mục earn ở đây. Bạn nó sẽ thấy được rằng trong cái phần earn này các bạn sẽ có thể kiếm được tiền với rất là nhiều những nhiệm vụ khác nhau. Giả sử như là các bạn trả lời khảo sát, thu thập content, đăng ký một tài khoản hoặc là bạn kiếm tiền với TikTok. Thì trong cái phần ở đây mình sẽ không có nói về những cái cách kiếm tiền rất là nhiều ở đây mà mình sẽ chỉ chia sẻ với các bạn về cách kiếm tiền với TikTok thôi. Và cái hình thức này thì cũng đã tạo ra được cái thu nhập rất là cao, rất là nhiều người bạn đã tạo được thu nhập vài trăm đô trên một tuần. Và đây chính là những cái bằng chứng hoàn toàn có thật, tại vì cái dự án Tham Bức này nó đã có từ năm 2014. Và Tham Bức này là gì thì mình chia sẻ với các bạn, nó giống như một cái website trung gian. Bạn hình dung ở đây là YouTube. YouTube tạo ra để làm gì? Nó sẽ liên kết với nhà quảng cáo và những người quay video trên YouTube, họ kết hợp lại với nhau thì cái người trả quảng cáo này, cái người chạy quảng cáo này họ sẽ trả tiền cho YouTube. Sau đó YouTube sẽ trả lại cái phần tiền quảng cáo này cho cái người sáng tạo ra nội dung video trên YouTube. Thì Thăm Bức này cũng có một nhiệm vụ tương tự như thế, họ tạo ra một cái nơi trung gian giữa nhà quảng cáo Advertise. Họ liên kết lại và tìm ra được những cái nhà quảng cáo họ đặt và mua cái quảng cáo từ cái website tham bức này của họ. Sau đó họ liên kết lại với những cái người kiếm được tiền với cái TikTok. Thì họ liên kết lại với nhau và sau đó họ lại trả cho chúng ta cái mức thu nhập. Và đối với cái tài khoản tham bức này thì Sơn cũng mới bắt đầu làm được khoảng 2 tuần. 2 tuần và Sơn đã nhận được cái thanh toán từ nó. Thì cái tuần trước Sơn nhận được số tiền là 47 đô. Nếu mà tính quy đổi ra tiền Việt Nam thì đâu đó khoảng là 1 triệu 109 nghìn. Và sau đó ngày hôm nay thì Sơn nó mới nhận được một cái thanh toán tiếp, đó là 34 đô la. Thì cái website này nó rất là uy tín, nó bắt đầu từ năm 2014 rồi và nó tạo ra cho chúng ta thu nhập và nó trả tiền đều đặn vào thứ năm hàng tuần. Đó, thứ năm hàng tuần khi mà các bạn đã ép xong cái tài khoản thanh toán xong rồi thì cứ thứ năm hàng tuần nó sẽ gửi tiền cho các bạn vào cái ví tiền của các bạn. Thì Sơn đã có một cái video hướng dẫn rất là chi tiết cách để rút tiền cũng như làm sao đó các bạn thanh toán được với tài khoản này. Làm sao để các bạn có thể kiếm được tiền với nó đây? Các bạn có thể làm vào nhiệm vụ với TikTok hoặc nếu như bạn đã giỏi kỹ năng ăn nói, các bạn kết nối hoặc là các bạn muốn giúp đỡ cho nhiều người khác cùng kiếm tiền cái này. Giả sử bạn lên trên TikTok, sau đó các bạn đã nhìn thấy được những người bạn có được follower trên 10.000, trên 20.000, trên 50.000, bạn có thể liên hệ với họ, bạn có thể comment vào những bài viết của họ, bạn có thể inbox cho họ hỏi xem rằng họ có muốn kiếm một tiền thêm cái thu nhập dựa vào cái tài khoản TikTok họ đang có sẵn hay không. Sau đó thì bạn có thể gửi cái đường link liên kết ở đây, bạn bấm vào phần copy, sau đó các bạn nó dán. Thì đây chính là cái đường link liên kết của các bạn và cứ mỗi một người bạn giới thiệu nó sẽ nhảy vào cái hệ thống ở đây. Bạn sẽ được tiền phần trăm trên cái số người mà bạn giới thiệu ở đây, giống như các bạn nhìn thấy này, tài khoản Sơn mới được làm khoảng 2 tuần thì Sơn đã có khoảng hơn 16.000 thành viên trong cái hệ thống của Sơn rồi. Và cứ hệ thống này thì các bạn ấy làm thu nhập ra thì mình cũng có một chút phần trăm,
nhưng mà cái số lượng rất là nhiều người như vậy nên cái số tiền không hề nhỏ một chút nào. Và cái mục tiêu của Sơn sẽ nhanh chóng đẩy cái số lượng người này lên là 50.000 thành viên và sẽ tạo ra được cái thu nhập là ít nhất khoảng 500 đô thu nhập một tuần. Thì ở đây mình cho các bạn nó coi một cái bằng chứng của một người bạn. Cái ảnh này thì xin nói rõ với các bạn đây không phải là thu nhập của Sơn, mà là Sơn copy từ một cái ảnh ở trên mạng từ một người bạn tại Việt Nam, và bạn ấy tạo ra mức thu nhập là 7 cho tới 8.000 đô la thu nhập một tuần, và bạn ấy rút tiền về cái tài khoản là ví Payeer. Thì Sơn đã có một cái bộ video nó rất là chi tiết về cái cách để làm sao đó các bạn rút được tiền với tài khoản Timebucks và TikTok ở đây. Thì các bạn có thể lên trên kênh YouTube của Sơn PS, bấm vào mục danh sách phát, sau đó các bạn kéo xuống dưới, bạn sẽ nhìn thấy là kiếm tiền online với TikTok và Timebucks. Các bạn đã xem hết cái bộ video trong danh sách này đi thì sẽ có rất là nhiều những cái video hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng bước một. Ok, thì đó là cái dự án số 1 đầu tiên. Và thêm nữa, đó là trong cái dự án này, đây là cái chính sách trả thưởng của họ, mình sẽ nói thêm cho các bạn. Đó, họ sẽ trả thưởng cho các bạn là qua 5 tầng. Qua 5 tầng thì khi mà các bạn đã đăng ký thì cái người đăng ký họ sẽ được là 1 đô. Còn các bạn sẽ nhận được cái thu nhập trên số tiền đó mà họ làm nhiệm vụ. Thì giả sử đi, họ ở tầng số 1 của bạn, bạn sẽ được 15% thu nhập. Họ kiếm được 100 đô, bạn sẽ kiếm được 15 đô từ những cái người này. Dĩ nhiên, họ sẽ cái người phía bên dưới của bạn, họ không phải là trả tiền cho bạn đâu, mà đây Timebucks họ tạo ra một cái chính sách như vậy, đó là họ sẽ liên kết với những cái người họ giới thiệu cho nhau để tạo ra thu nhập. Và cái này là hoàn toàn miễn phí, các bạn không cần phải bỏ tiền ra để đầu tư bỏ vốn. Ok, thì đây là cái dự án đầu tiên, đó là dự án Timebucks. Sau đó để lại đường link mô tả phía bên dưới video này, các bạn có thể tham gia vào group hoặc là liên kết với cái tài khoản Telegram, và sau đó là Sơn có những cái sự hỗ trợ cho các bạn nhé. Rồi, cái dự án thứ hai đó là dự án VNDC. Dự án VNDC ở đây thì bây giờ là Sơn sẽ đăng nhập vào trong cái dự án VNDC để cho các bạn có thể biết và nắm rõ hơn. Trước đây Sơn đã có một cái video Sơn nói về cái case study thực tế để làm sao đó các bạn có thể tạo được cái thu nhập là 21 triệu trong vòng 4 ngày. Đây thì bây giờ Sơn sẽ đăng nhập vào tài khoản của Sơn. Đó, thì Sơn đã tạo ra một cái lớp mật khẩu bảo mật cao. Ok, thì các bạn có thể là tìm hiểu trên kênh YouTube của Sơn vào mục là danh sách phát, sau đó chọn vào cái kiếm tiền với sàn VNDC ở đây. Bạn sẽ nhìn thấy được rằng Sơn đã có những video rất là chi tiết trước đó, Sơn nói về cái cách kiếm tiền với VNDC như thế nào và 21 triệu trong 4 ngày làm sao, cộng với cả là cái review là 25 triệu trong hàng tháng đó các bạn có thể làm được. Thì các bạn hãy coi video hướng dẫn từng bước một để các bạn có thể tạo được cái thu nhập cho mình. Và đây là cái tài khoản VNDC của Sơn. Thì sau khi mà các bạn đã login vào, các bạn sẽ nhìn thấy được cái số tiền tổng mà bạn đang có được. Như cái tài khoản của Sơn đang có khoảng 10 triệu. Thì bây giờ này, các bạn bấm vào mục giao dịch. Các bạn sẽ nhìn thấy được rằng cái số tiền mà các bạn được cộng vào mỗi ngày là bao nhiêu tiền. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng cái tài khoản của Sơn có một sự khác biệt. Bởi vì tài khoản của Sơn đó là tài khoản đối tác kinh doanh, nên cứ một referral họ đăng ký dưới cái đường link referral của Sơn thì họ sẽ được 10.000 đồng đó, tiền thưởng từ từ VNDC trả thưởng cho các bạn. Nhưng bên cạnh đó thì Sơn lại được 25.000 đồng trên một lượt referral. Nếu như các bạn là người đi giới thiệu thì các bạn chỉ được 10.000 thôi. Thì trong video trước đây, video ở đây thì Sơn đã hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao các bạn có thể trở thành đối tác của VNDC. Và khi các bạn trở thành đối tác của VNDC, các bạn sẽ được nâng lên một cái hạn mức cao hơn. Thì khi một lần giới thiệu, các bạn sẽ được 25.000 đồng trên một lần giới thiệu người khác đăng ký tài khoản này. Cái người đăng ký họ không mất tiền, nhưng họ sẽ được 10.000 đồng và bạn sẽ được 25.000. Và cái hình thức trả thưởng này nó cũng sẽ giống như cái ví Momo, các bạn biết không ạ? Ví Momo khi mà các bạn giới thiệu một người khác thì cái người mà đăng ký tài khoản họ được 100.000 và bạn là người giới thiệu bạn cũng được 100.000 tương tự. Đây các bạn đang nhìn thấy này, cái tài khoản của Sơn liên tục được cộng 25.000, liên tục được cộng 25.000 ở đây. Đấy, liên tục được cộng 25.000 trên một lần giới thiệu như vậy. Thì cái tài khoản này thì Sơn đã kiếm được vài chục triệu với cái dự án VNDC này. Và Sơn đã có cái video hướng dẫn rút tiền về với tài khoản này rồi. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ở đây thì mình cũng sẽ nói cho các bạn thêm một vài cái chính sách của dự án này. Đối với chính sách này thì đại lý thông thường như vừa Sơn đã nói. Thì khi mà các bạn đã giới thiệu một người dùng thì họ sẽ được 10.000 đồng. Và bạn cũng sẽ được 10.000 đồng. Tuy nhiên khi mà các bạn đã theo dõi cái video mà Sơn đã hướng dẫn ở đây, thì các bạn sẽ biết được rằng cái cách làm sao đó để bạn có thể lên được cái chính sách đại lý của họ. Và bạn trở thành đại lý cũng như đối tác với VNDC, thì khi mà các bạn giới thiệu một người dùng, bạn sẽ được 25.000. Và cái người đăng ký tài khoản thành công họ sẽ được 10.000 đồng. Rất là dễ dàng. Làm sao đó các bạn có thể kiếm được 25 triệu mỗi tháng một cách đều đặn từ đây.
Ok, rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi qua cái dự án thứ ba. Dự án này Sơn đã review cho các bạn từ năm 2019 và tới thời điểm hiện tại thì vẫn có thể kiếm được tiền với dự án này, đó là dự án Vray, dự án thứ ba, dự án Vray. Bạn có thể lên trên cái kênh YouTube của Sơn, bạn search cái dự án đây, đó là xem toàn bộ cái danh sách phát đây về cái dự án Vray. Đối với dự án này thì các bạn hỏi đã kiếm được tiền hay chưa, thì Sơn xin trả lời với các bạn 100% đã kiếm được tiền và bây giờ bạn vẫn có thể kiếm được tiền lại như bình thường. Có rất là nhiều người bạn đã kiếm được hơn 200 triệu, 300 triệu, thậm chí là 2 tỷ một tháng với dự án Vray này. Các bạn có thể tìm lại những video trước đây mà Sơn đã review về dự án Vray, nó rất là uy tín và thậm chí là họ trả thưởng cho chúng ta một cách rất minh bạch. Và cách đây một vài ngày Sơn có đăng lên Facebook cá nhân, đó là Sơn nói cái dự án này á, thì cách đây khoảng 5 tháng Sơn đã bị khóa tài khoản. Mặc dù mình làm đúng chính sách nên mình rất là tự tin, bởi vì khi mà mình làm đúng chính sách rồi thì mình không có sợ rằng là mình bị người ta khóa mãi mãi. Nên là mình thường xuyên mình nhắn tin với cái đội support đây, cho các bạn xem một cái tin nhắn của Sơn với cả họ nhé. Đó, Sơn sẽ search là cái từ khóa là Vray này trên tài khoản email của Sơn, thì nhắn tin với cả một cái bạn support. Thì cái thời điểm mà Sơn bị khóa là cách đây khoảng 3 tháng, và cái tới cách đây khoảng một vài ngày thì anh ta đã mở cái tài khoản lại cho Sơn rồi. Và khi mà mở cái tài khoản này thì tới thời điểm hiện tại á, là cái tài khoản của Sơn á, có thu nhập rất là cao từ cái Vray. Sơn được mở tổng cộng 4 tài khoản các bạn. Đây là cái tài khoản đầu tiên, ở Sơn có 5.510 bát. Tài khoản số 2 Sơn có 26.000 bát. Tài khoản số 3 Sơn có 21.000 bát. Và tài khoản cuối cùng đó là Sơn có 13.000 bát. Thì tổng khi mà Sơn nhân lên, tổng số tiền không hề nhỏ một chút nào, khoảng 200 triệu. Đây, các bạn có thể lên cái sàn là coinmarketcap.com, sau đó các bạn kéo xuống dưới, các bạn sẽ nhìn thấy đồng BAT, Basic Attention Token, các bạn bấm vào. Thời điểm này nó xuống giá, không phải là cái đồng này không tốt, mà nó đang bị ảnh hưởng chung bởi mùa dịch, cũng như là cái đồng Bitcoin nó đi xuống giá một cách trầm trọng. Chứ nếu như bây giờ cái đồng này lên lại cái giá trị thật có thể là 0,3 đô trên một cái đồng BAT. Nhưng bây giờ Sơn cứ lấy cái giá thông thường là 0,144943. Sơn nó copy ở đây, sau đó Sơn dán vào cái máy tính. Sơn dán vào máy tính và tổng thời điểm hiện tại Sơn đang có 60.000 bát. Thì các bạn sẽ xem cái số tiền mà Sơn sẽ có là bao nhiêu, bằng 8.696 đô và nhân lên với cả mệnh giá đô hiện tại là 23.000, thì là số tiền Sơn có là khoảng hơn 200 triệu các bạn. Nhưng cái điều gì nó sẽ diễn ra nếu như cái đồng BAT này nó về lại cái giá trị thực của nó là 0,3 đô trên một cái BAT, thì có phải là số tiền này lên tới 400-500 triệu, đúng đúng không các bạn? Ok, thì đó đó là cái dự án Vray, kiếm tiền với dự án Vray. Thì bây giờ Sơn sẽ nói cho các bạn thêm một số về chính sách của dự án này để các bạn có thể hình dung được. Video thì Sơn có để lại đường link phía dưới mô tả đầy đủ và chi tiết từng bước một để các bạn có thể bắt đầu. Các bạn hãy yên tâm về điều này. Rồi, thì chính sách của nó tùy vào chính sách, tùy vào quốc gia, xin lỗi các bạn, tùy vào quốc gia. Và hoa hồng họ sẽ trả cho các bạn là dao động từ 1 đô cho tới 7 đô rưỡi trên một lần các bạn giới thiệu người dùng tải về ứng dụng này. Đó, thì cái Vray này nó là một cái trình duyệt web. Các bạn đã giới thiệu người dùng tải cái ứng dụng này về, người dùng không cần phải trả tiền gì hết, người dùng cũng không cần phải đăng ký cái gì, và họ chỉ cần tải về, họ sử dụng cái website này. Và website này thì mình đánh giá rất là nhanh, và mình thường xuyên mình sử dụng cái website này đều đặn, và nó không có bị tính, không có bị dính quảng cáo khi mà các bạn xem YouTube. Cái này rất là hay đó, nên khi mà họ tải về này thì nó sẽ được là 1 đô cho tới 7 đô rưỡi, và tùy từng một quốc gia nhé. Ở trong cái file này thì mình đã có đính kèm là quốc gia nào sẽ trả thưởng bao nhiêu. Các bạn có thể bấm vào đường link phía bên dưới mô tả video, Sơn có để lại cái file này cho các bạn. Thì tùy vào quốc gia này, giả sử là bên Mỹ họ sẽ trả cho các bạn là 7 đô rưỡi. 7 đô rưỡi trên một lần cài đặt thành công là tương đương là 177.000, một số tiền rất là lớn. Và các bạn có thể đặt cho mình một cái mục tiêu, đó là giả sử đi, cứ một ngày bạn giới thiệu được 100 người tải về. Bây giờ một ngày các bạn tải về 100 người, và trong một tháng như vậy có phải là nhân lên với cả 30 ngày thì bạn sẽ có được 3.000 lượt tải về. Tuy nhiên không phải 3.000 lượt tải về này họ đều sử dụng cái website này và bạn được cộng tiền. Bạn hãy cho một cái ví dụ, giả sử đi các bạn chỉ được là 30% số người họ tải về và sau đó họ sử dụng trong 30 ngày và bạn được duyệt tiền thôi, thì bây giờ các bạn sẽ được 900 lượt đồng ý xác thực, và bây giờ cứ một lượt như vậy bạn được là 7,5 đô. Thì nhân lên là các bạn được 6.750 đô này, nhân với cả mệnh giá Việt Nam so với cả đô ra thì các bạn sẽ được thu nhập khoảng 155 triệu một tháng. Đó, đó là các bạn nó phải có một tư duy lớn hơn. Và trong cái group coaching online 1:1 Affiliate 1:1 trong cái tháng này thì Sơn đang hướng dẫn cho một vài bạn trong cái group. Đó,
đó là các bạn có thể tạo được cái mức thu nhập vài trăm triệu một tháng với Brave và đi free traffic như thế nào. Và cái điều này Sơn nói thật là Sơn nói được làm được, Sơn đã giúp được cho rất nhiều người bạn làm được với lĩnh vực này và họ đã kiếm được vài trăm triệu thu nhập một tháng rồi, đúng không ạ? Rồi đó thì Sơn nói thêm với các bạn rằng đối với dự án Brave này nó đang còn rất là tiềm năng, và nếu như các bạn đó có một cái khoản đầu tư, bạn hãy tranh thủ và học chương trình Affiliate Coaching 1:1, bởi vì trong tháng này là Sơn bắt đầu Sơn khai giảng và Sơn sẽ có những cái buổi Zoom, Sơn coaching và Sơn hướng dẫn cho các bạn theo hình thức là cầm tay chỉ việc. Và nếu như các bạn cần sự hỗ trợ, Sơn nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là qua livestream này, qua Zoom này, qua TeamViewer này, để cho các bạn làm được cái dự án này thu nhập trên 100 triệu một tháng là chuyện rất là easy, bình thường làm được nha các bạn. Và dự án Brave này thì Sơn đang cảm thấy nó rất rất là tiềm năng và đang có nhiều người đang bỏ qua nó, và các bạn nghĩ rằng nó không còn kiếm được tiền thì nói thật với các bạn dự án này đang rất là ngon nhé. Thì Sơn đang tập trung vào cái dự án này này để cho các bạn nó kiếm được vài trăm triệu một tháng thu nhập từ dự án đấy. Thì nếu như các bạn quan tâm về cái chương trình Affiliate Coaching thì Sơn cũng đã có những cái bộ video Sơn nói về cái chương trình này rồi. Thì các bạn bắt đầu với dự án này thì Sơn sẽ chỉ cho các bạn và kèm cặp cho các bạn để các bạn có thể là thành công được trong lĩnh vực Affiliate Marketing ở đây. Ok, rồi bây giờ Sơn sẽ đi cùng với các bạn qua dự án số 4. Đây là dự án CoreSpeed. Thì dự án này các bạn nó đang dường như các bạn nó đang chạy khá là chậm với cái dự án CoreSpeed này. Tuy nhiên, đối với Sơn thấy dự án này là dự án quá tuyệt vời đi. Bởi vì họ sẽ trả tiền cho các bạn là khi mà các bạn đã đăng ký tài khoản này và các bạn giới thiệu được người dùng, thì cái dự án này nó sẽ trả thưởng cho các bạn qua 5 tầng, 5 tầng cấp bậc. Và khi mà các bạn đã giới thiệu cái dự án này thì các bạn cũng không phải đầu tư bỏ vốn gì hết, nhưng khi mà các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ được là 30.000 token CNG. Và điều gì sẽ diễn ra nếu như mà trong thời gian tháng 6 này nó sẽ lên cái sàn giao dịch này, thì các bạn sẽ được bán cái đồng này đi với cái mệnh giá giá trị thực của nó, đúng không ạ? Giá trị thực của nó. Và hiện tại cái số dư tài khoản của Sơn đối với cái đồng CNG này thì cũng tương đối rồi, nên là Sơn cũng mong muốn là Sơn giúp cho các bạn để các bạn có thể là kiếm được thêm thu nhập với cái sàn CNG này. Và Sơn đánh giá cái dự án này nó quá tiềm năng và nó tạo được cho các bạn thu nhập đều đặn. Sau này khi mà những cái người mà phía bên dưới dưới bạn đó họ có giao dịch, họ đầu tư, họ mua bán gì thì các bạn cũng có được thu nhập ở đây này. Các bạn thấy không ạ? Hiện tại đây là những cái đồng này là Sơn có được thu nhập thêm nha. Nhưng mà Sơn không có giao dịch, Sơn không mua bán, Sơn không đầu tư, Sơn không có trade gì hết. Nhưng ở đây Sơn đang chỉ cho các bạn làm affiliate marketing kiếm tiền tại nhà. Thì tất cả thông tin Sơn đều để lại phía bên dưới video ở phần mô tả về từng dự án một để các bạn có thể bắt đầu được và thành công được với các dự án. Thì các bạn bấm vào đường link phía bên dưới video có đầy đủ hết, và các bạn nên tham gia vào group Telegram. Trong group Telegram đó thì Sơn đều hướng dẫn cho các bạn và Sơn có những cái thông báo đều đặn mỗi ngày. Đường link phía bên dưới mô tả ở đây. Các bạn nhìn thấy này, dự án CNG hiện tại là Sơn đang có 13 triệu 840 nghìn đồng token CNG rồi. Không, và điều gì sẽ diễn ra nếu như tới thời điểm tháng 6, và bây giờ mới tháng 4 thôi. Đó, mà hiện tại là Sơn đang có 5.000 thành viên trong cái group rồi. Thì Sơn đang nỗ lực hết sức để làm sao nó đẩy cái số lượng thành viên này lên tới 50.000 người. Và các bạn cũng phải nỗ lực lên, mỗi người chung tay là một ít. Và các bạn nó tư duy như vậy này, khi mà các bạn đang có 10 người ở phía bên dưới bạn rồi, mà những người này thực chiến họ chịu làm, thì chắc chắn cái việc các bạn lên được là vài trăm người, vài nghìn người là chuyện rất đơn giản bình thường thôi nhá. Không, nên các bạn nó mỗi ngày các bạn nó làm đều đặn và đưa cho mình một cái mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu đó. Ok rồi, thì bây giờ Sơn cũng nói thêm cho các bạn đó một vài cái thông tin chi tiết này. Cái dự án này thì nó là referral 5 tầng và các bạn sẽ nhận được là 30.000 đồng CNG. Thì trên cái dự án đó, họ có nói rằng là cái khoảng 30.000 đồng CNG này nó tương đương khoảng 300 đô. Còn cái giá trị thực như thế nào thì mình cũng chưa biết, bởi vì khi mà nó lên sàn rồi thì lúc đó mới được định giá, thì lúc đó bạn bán đi thì bạn sẽ được một cái thu nhập rất là ổn ở đây. Thì trên một lần đăng ký thành công như vậy, ok nhá, thì đây là cái dự án CoreSpeed. Các bạn ơi, cố gắng các bạn đầu tư thời gian để các bạn phát triển dự án này thêm đi, tạo group và hỗ trợ cho các thành viên ở phía bên dưới đội nhóm của các bạn nữa đó. Ok rồi, một cái dự án cuối cùng, dự án số 5, cái website số 5 mà các bạn có thể kiếm được tiền. Thì cái website này thì mình đã nói rằng nếu mà miễn phí 100% thì cũng không phải. Tuy nhiên rằng là cái bạn sẽ được hai hình thức. Cái hình thức số 1 đó là khi mà bạn bắt đầu thì bạn có thể là trở thành một cái người cộng tác viên, một người làm affiliate marketing của họ. Thì khi mà bạn trở thành người làm affiliate thì các bạn không cần phải bỏ tiền ra gì hết, nhưng bạn sẽ được là 15% trên cái hoa hồng mà các bạn bán được cái sản phẩm ở đây. Nó giống như một cái sàn thương mại điện tử, mà thực ra nó một sàn thương mại điện tử và nó đang có một cái sản phẩm chủ lực của nó, đó là cái sản phẩm nước rửa tay. Cái sản phẩm nước rửa tay của họ thì nó đã được phân phối trên rất là nhiều kênh bán hàng uy tín, giống như hệ thống Guardian hoặc là hệ thống
Medicare, hoặc là hệ thống Aeon, hoặc là hệ thống Citymax, hệ thống cửa hàng Duy Anh, rất là nhiều những hệ thống rất là uy tín rồi. Và hình thức số 2 ở đây, nếu như các bạn muốn kinh doanh và muốn phát triển hệ thống của họ thì các bạn cần phải mua một cái bộ sản phẩm ở đây, giống như bạn mua sỉ vậy á. Tuy nhiên rằng ở bên ngoài kia, bạn kinh doanh online, bạn muốn thành công được, bạn phải nhập một số hàng rất là lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí là vài trăm triệu luôn á, để bạn được kinh doanh và được cái mức chiết khấu của họ, và được xây dựng hệ thống và được tuyển được những cái người sỉ, những người đại lý, những nhà phân phối phía bên dưới. Thì cái dự án này, cái website này, các bạn chỉ cần mua sản phẩm một lần thôi đó, mua một lần duy nhất thôi, nhưng mà các bạn sẽ được xây dựng cái hệ thống cùng với cả họ. Thì đây là các bạn đã nhìn thấy là cái hệ thống liên kết của Sơn là hiện tại Sơn mới làm được đâu đó khoảng hôm nay là ngày thứ ba thôi, và cái hệ thống của Sơn nó rất là lớn rồi. Ở đây là các bạn khi mà các bạn bấm vào dấu cộng này, các bạn sẽ nhìn thấy nó còn kinh khủng khiếp như thế nào nhá. Và cái này thì mình thấy được rằng là hoàn toàn có thể tạo được cái thu nhập thụ động từ cái dự án 123 sale này. Thì Sơn có để lại đường link thông tin ở phía bên dưới mô tả hết rồi đó. Và tới điểm hiện tại là Sơn đã kiếm được đâu đó, đây là mình cũng có giao dịch này các bạn này, Sơn bấm vào phần rút tiền cho các bạn soi xem này, Sơn đã rút được tiền về rồi, được khoảng gần 10 triệu với dự án này nhá. Ok, thì đó là năm dự án mà Sơn đang phát triển, và năm cái website này thì để bạn có thể bắt đầu được với năm dự án. Mọi thông tin chi tiết bạn có thể là tham gia vào trong cái group Telegram. Thì group Telegram này thì Sơn sẽ thường xuyên thông báo cho các bạn những cái thông tin về những cái dự án, về cái cách để các bạn phát triển được với dự án như thế nào. Thì ở đây Sơn vẫn thường xuyên là Sơn đăng những cái thông tin này, và bên cạnh đó thì Sơn cũng có group chat Zalo. Thông tin thường là Sơn để lại ở phía bên dưới mô tả thì các bạn có thể xem thêm. Và bên cạnh đó, các bạn hãy nhớ là trên kênh YouTube của Sơn ấy, Sơn nó đều chia ra thành những cái dự án rất là chi tiết, rất là cẩn thận rồi. Thì các bạn đã muốn phát triển dự án nào, các bạn muốn làm dự án nào thành công, bạn đã bấm vào và xem từng dự án để bạn có thể biết và cách vận hành cũng như là kiếm tiền với nó như thế nào. Và Sơn chúc các bạn nó thành công, cũng như là bạn sẽ kiếm được tiền trong cái mùa dịch này, cũng như năm 2020. Đây sẽ là một cái năm đột phá của các bạn về thu nhập, và các bạn sẽ thành công được trong lĩnh vực về Affiliate Marketing. Ok, thì không biết rằng các bạn có bất kỳ câu hỏi nào có thể comment phía bên dưới video này. Video này Sơn nghĩ là khá là dài, tuy nhiên Sơn đang rất là chi tiết và hướng dẫn và review cho các bạn về 5 cái website giúp cho bạn tạo được cái thu nhập 10.000 đô một tháng với cái website này. Đó, thì nếu như các bạn cảm thấy nó giá trị thì có thể comment cảm ơn Sơn ở phía bên dưới video này. Và nếu như bạn thấy hay, ý nghĩa thì đừng quên bấm một nút like video để đăng ký kênh YouTube của Sơn và nhận được những video mới nhất trong thời gian tới. Và các bạn hãy giúp Sơn chia sẻ cái video này lên trên Facebook cá nhân, hoặc là cho những người bạn của bạn đang muốn học về cách kiếm tiền online tại nhà. Và Sơn sẽ thường xuyên ra mắt thêm những cái video kiếm tiền online uy tín nữa đó, để dành tặng cho tới các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chúc các bạn thành công. Sơn Piap.